Đây là những hình ảnh bệnh nhân không may mắc bệnh xa niêm mạc niệu đạo, một loại bệnh lý khiến âm hộ của trẻ chảy máu bất thường. Những trường hợp này ở các bệnh viện tuyến cuối cũng tiếp nhận, việc điều trị kịp thời cho trẻ là vô cùng cần thiết. Cái thứ nhất là khi mình tiếp xúc với trường hợp mà nó có ra huyết âm đạo thì chuyện đầu tiên mình họ mình xử thật kỹ để loại trừ trường hợp xâm hại tình dục. Sau đó mình hỏi tới tình trạng là nó người mẹ quan sát thử coi coi bệnh nhân có cái dấu hiệu gì của dậy thì không. Nếu có mình sẽ cho chuyển cho đi tầm soát về tình trạng dậy thì sớm. Sau đó nếu nếu điều kiện cho phép thì mình sẽ khám cơ quan sinh dục để mình phát hiện những cái nguyên nhân có thể chảy máu từ âm hộ. Nguyên nhân chảy máu âm hộ có thể như trẻ bị bướu máu âm hộ hoặc bị xa niêm mạc niệu đạo. Những bệnh lý này thường nằm ở bé gái. Nếu được chẩn đoán đúng và kịp thời, các bác sĩ sẽ có phương hướng điều trị cụ thể cho từng bệnh lý. Thông thường những bạn này thì cái lứa tuổi thì trung bình từ khoảng từ 3 tuổi trở lên. Và đa số thì bệnh nhân thường nhập viện với tình trạng táo bón. Đối với những trường hợp chảy máu âm đạo, nếu được can thiệp, trẻ sẽ được phẫu thuật và cắt bỏ phần xa niệu đạo. Trong vòng từ 3 tới 5 ngày sau phẫu thuật, trẻ có thể xuất viện về nhà.